Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, cấm xe trên nhiều tuyến đường ở quận 7 và thành phố Thủ Đức. Bắt khẩn cấp nghi phạm trong vụ án xác chết bị dìm dưới vuông tôm tại Cà Mau. Chặng 11 cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 bùng nổ với nhiều cái tên mới. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ở ngày đầu tiên, thành phố tiêm vaccine cho học sinh lớp 6 tại một số quận huyện. Và dự kiến từ ngày 18 tháng 4, thành phố sẽ tổ chức tiêm đồng loạt ở các trường trung học cơ sở và tiểu học, sau đó tiêm cho trẻ mầm non 5 tuổi. Tại trường trung học cơ sở Hồng Bàng, quận 5, hơn 500 học sinh lớp 6 đã được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm. Học sinh được thầy cô hướng dẫn, xếp hàng chờ tiêm vaccine. Có nói trước cho bé biết chích bao nhiêu, liều thì sao, rồi có đau hay không. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, ngành giáo dục và ngành y tế thành phố đã phối hợp chặt chẽ nhiều mặt. Các nhà trường lên kế hoạch và chuẩn bị từ rất sớm. Những cháu F0 trong vòng 3 tháng thì cho các cháu ở nhà, chứ để đến đây rồi các cháu phải về thì mất công phụ huynh, các cháu bị bệnh nền, béo phì, chúng tôi gửi danh sách qua bên bệnh viện. Các cháu bị bệnh cấp tính thì cũng nhắc phụ huynh là tôi hoãn tiêm. Tổng cộng đợt này có gần 900.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở thành phố sẽ tiêm vaccine, kể cả học sinh và trẻ ngoài nhà trường, cũng như bệnh nhi ngoại tỉnh đang điều trị tại các bệnh viện ở thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quy định mới trong việc khai báo F0 trực tuyến. Theo đó, thay vì khai báo trong vòng 5 ngày, thì F0 phải khai báo trong vòng 48 giờ đầu. Khi triển khai thử nghiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thành phố cho phép các F0 khai báo trong vòng 5 ngày từ khi có kết quả dương tính. Tuy nhiên, nhằm tạo thói quen khai báo ngay và giúp trạm y tế thuận lợi giải quyết hồ sơ trực tuyến, Ủy ban Nhân dân thành phố đã rút ngắn thời gian khai báo F0 còn trong vòng 48 giờ đầu. Trong hướng dẫn mới nhất ngày 15 tháng 4 về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần F1 của Bộ Y tế, F1 không còn phải cách ly. Đối với F1, trong vòng 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với F0 đang trong thời kỳ lây truyền, F1 phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau: bảo đảm biện pháp phòng tránh lây nhiễm, tự theo dõi sức khỏe. Đối với trẻ em học sinh thì cha mẹ, người giám hộ, giáo viên theo dõi sức khỏe cho trẻ em học sinh. Khi có kết quả dương tính với COVID-19, phải báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được tư vấn, chăm sóc, điều trị và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo quy định. Sau 7 năm thi công, cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến sẽ thông xe vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm tải áp lực cho cầu Nguyễn Hữu Cảnh, tạo điều kiện lưu thông dễ dàng hơn cho người dân. Vì đang trong giai đoạn bàn trả mặt bằng, giao thông qua khu vực gặp một số khó khăn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực để điều tiết. Ghi nhận tại khu vực giả cầu phía quận 1, đơn vị thi công đang hoàn thành các hạng mục phụ, dọn dẹp lô cốt, hoàn thiện tái lập mặt đường sau thời gian dài thi công. Làm ngày làm đêm, quy động mọi vật tư, xe cộ máy móc và nhân sự là tập trung đây làm 24/24. Khi biết cầu Thủ Thiêm 2 sắp được thông xe, bà con sinh sống và làm việc hoặc thường xuyên đi lại trên trục đường gần cầu vô cùng phấn khởi. Tôi cũng mong ở đây là cho dân đi thông thoáng cho lợ, không còn cái nạn kẹt xe ùn tắc nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh về cái phương án tổ chức giao thông cũng như là phân luồng giao thông, có thể là ngay tại khu vực và phân luồng giao thông từ xa, làm sao thực sự đó là một cái điểm sáng cũng như là một cái công trình để giải quyết cái áp lực giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sau khi đưa vào khai thác cầu Thủ Thiêm 2, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện phương án tổ chức giao thông cho khu vực này. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh cấm xe trên nhiều tuyến đường ở quận 7 và thành phố Thủ Đức để phục vụ giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2022. Cũng như chiều ngày 16 và ngày 17 sẽ có 7 lộ trình sau hạn chế xe lưu thông trong khung giờ từ 3 đến 10 giờ trên hai địa bàn này. Để không xảy ra ùn tắc, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng được bố trí xung quanh khu vực phân luồng. Sở Giao thông Vận tải đề nghị người dân tra khảo thông tin trên các phương tiện truyền thông và đi theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ đèn tín hiệu tại 7 lộ trình trên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ký ban hành công văn về việc hủy bỏ chủ trương lập quy hoạch dự án khu đô thị mới kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Suối Cam đối với công ty cổ phần tập đoàn FLC. Theo đồ án quy hoạch, khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Cam có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.775 ha nằm ở phía tây bắc thành phố Đồng Xoài, gồm nhiều hạng mục. Khu đô thị còn có tổ hợp trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, resort 5 sao kết hợp với sân golf. Năm 2018 và 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã chấp thuận chủ trương cho phép FLC tiến hành khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch dự án khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Cam. Thông tin tiếp theo, thưa quý vị, nhiều chuyến tàu của ngư dân cá tỉnh miền Trung đã nhổ neo vươn khơi, đánh bắt thủy hải sản. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành khai thác hải sản trong thời điểm còn nhiều khó khăn như hiện nay. Khi tàu vừa cập cảng Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, thì các ngư dân này đã khẩn trương đưa cá lên bờ để có thể ra khơi trở lại. Nhờ thời tiết thuận lợi, trong chuyến biển vừa qua, tàu đã đánh bắt được khá nhiều loại hải sản có giá trị cao. Anh em tôi đi 10 hôm, thì là được tổng thể là 3 tấn. Với cá trong này thì chất lượng giá thì cũng là 80, tức là 80.000 một cân. Thì nói chung là trừ chi phí rồi anh em tôi cũng kiếm được anh 8 triệu. Lượng tàu đã sức rời cảng đã tăng và cái lượng hải sản mang về cũng tăng so với giai đoạn trước. Thì về phía ban quản lý thì cũng như các ngành chức năng luôn luôn hỗ trợ tạo điều kiện cho cái bà con mình vươn khơi. Chỉ tính riêng tại Đà Nẵng, từ đầu tháng đến nay đã có gần 1.000 tàu thuyền ra khơi. Bên cạnh đó, việc địa phương đã mở cửa thị trường du lịch trở lại cũng giúp việc tiêu thụ hải sản của ngư dân được ổn định hơn. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ ở Gò Tháp mang đậm nét văn hóa dân gian Nam Bộ, gắn liền với tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ của người Việt ở khu vực Đồng Tháp 10 trong quá trình khai khẩn vùng đất Nam Bộ. Sau 2 năm giảm quy mô tổ chức, năm nay lễ hội Vía Bà Chúa Xứ đã được khôi phục, mọi hoạt động trở lại như trước đây. Phần lễ được duy trì và thực hiện theo các nghi thức truyền thống như lễ tắm bà, cầu an, thỉnh sanh, cúng thần nông, cúng chánh tế Bà Chúa Xứ. Trong phần hội có nhiều hoạt động giới thiệu nét đẹp về vùng đất, con người và sản vật địa phương. Trước là cúng bà, sau là mình cầu nguyện cho gia đình mình được an lành, dưới về mình buôn bán được. Tôi qua này là lần đầu tiên, tới thứ nhất là tham quan, thứ hai là với bà phù hộ. Mới ngày đầu tiên diễn ra thì thấy rằng lượng khách đi đến rất đông, đặc biệt là khách ngoài tỉnh. Có điều đặc biệt là không phải chỉ đến ở miếu Bà Chúa Xứ không, mà đến tất cả các cái điểm lễ. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 3 âm lịch. Trong phần sau của chương trình, UNESCO bổ sung 8 địa điểm mới vào danh sách công viên địa chất toàn cầu. Lan Lan trình diễn lên một tầm cao mới theo đúng nghĩa đen. Thưa quý vị, soái hạm Moscow, một biểu tượng của hạm đội Biển Đen của nước Nga, đã chìm xuống lòng Biển Đen. Ngày 15 tháng 4, nhiều người đã tập trung tại thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea để tiễn biệt sự ra đi của chiếc tuần dương đặc biệt này. Nhiều người đã đến đặt hoa để tưởng nhớ tàu Moscow tại một tượng đài tôn vinh Hải quân Nga ở trung tâm thành phố Sevastopol, nơi đặt trụ sở của hạm đội Biển Đen. Tàu Moscow ra đi là một niềm mất mát to lớn đối với những người đã gắn bó với nó trong hơn 20 năm. Moscow là biểu tượng của sức mạnh và hy vọng. Con tàu này cũng mang biểu tượng về thành tựu khoa học và kỹ thuật của quân đội Nga. Ukraine cho biết đã sử dụng tên lửa để đánh chìm soái hạm Moscow. Tuy nhiên, Nga đã phản bác lại thông tin này khi cho rằng con tàu bị chìm là do một vụ cháy. Vào lúc 10 giờ sáng nay, tàu vũ trụ Thần Châu 13 đã hạ cánh thành công xuống bãi đáp Đông Phong ở khu tự trị Nội Mông phía Bắc Trung Quốc. Con tàu đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài 6 tháng, khoảng thời gian dài nhất từ trước đến nay trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10 năm ngoái, Thần Châu 13 đã đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Theo cơ quan vũ trụ Trung Quốc, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 đã rời mô đun Lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung vào lúc 0 giờ 44 phút sáng sớm nay theo giờ Bắc Kinh để thực hiện hành trình quay trở về trái đất.
Phi hành đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ bao gồm hai hoạt động bên ngoài tàu vũ trụ, hai bài diễn thuyết khoa học trực tiếp và một số dự án ứng dụng và thí nghiệm khoa học công nghệ. Ngày 15 tháng 4, Tổng thống Pháp đã đến thăm nhà thờ Đức Bà Paris, đánh dấu 3 năm kể từ khi xảy ra vụ cháy tại đây. Ông Macron ca ngợi nỗ lực của đội ngũ xây dựng và nói rằng việc xây dựng lại công trình lịch sử này là lời khẳng định của hy vọng. Kiến trúc sư trưởng của các công trình lịch sử Philippe Villeneuve đã đưa Tổng thống Pháp cùng đệ nhất phu nhân thị sát tiến độ công trình. Ông Macron cầm trên tay bức tượng con gà bằng vàng sẽ được đặt phía trên nhà thờ khi việc xây dựng lại hoàn tất. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn khó khăn, dịch COVID-19 và chiến tranh ở châu Âu, nhưng việc xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris mang ý nghĩa hy vọng rất lớn, hy vọng đưa chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Tổng thống Pháp đặt ra mục tiêu 5 năm để phục dựng thánh đường này, sẵn sàng cho Olympic mùa hè 2024 diễn ra tại Paris. Giai đoạn đầu của dự án gồm công tác dọn dẹp những đống đổ nát, gia cố lại những phần kiến trúc trụ, dỡ bỏ lớp bồ hóng do 450 tấn chì bị đốt cháy của cấu trúc tòa nhà. Giai đoạn kế tiếp sẽ là phục hồi mái vòm gỗ, đàn dương cầm và tháp nhọn. Đội ngũ chuyên gia hy vọng sẽ hoàn tất công đoạn này vào giữa đầu năm 2023. Với chiều cao 75 mét và 20 tầng, tòa nhà nằm ở Skellefteå, miền Bắc Thụy Điển, được xem là tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới. Các kiến trúc sư và giới chuyên môn mong muốn trở thành những người tiên phong chuyển hướng ngành nghề xây dựng theo hướng có trách nhiệm hơn. Dự án này có tên gọi Trung tâm Văn hóa Sara, được xem như một trung tâm dân cư và khách sạn. Mở cửa vào năm 2021, Sara là một trong những công trình kiến trúc quy mô lớn hoàn toàn bằng gỗ. 20 tầng của khách sạn được nâng đỡ từ một hệ thống cột trụ và dầm kết hợp giữa gỗ và thép. Điểm độc đáo của một tòa nhà là các hố thang máy hoàn toàn bằng gỗ, không có thạch cao, mối nối hay lớp cách nhiệt trên gỗ. Theo kiến trúc sư công trình, ba loại gỗ chính được sử dụng là sồi, dân sam và thông, dán ép cũng là gỗ thông. Ý tưởng của tôi một phần cũng liên quan đến truyền thống xây dựng bằng gỗ, nhưng tôi cũng tin rằng đó là một phong trào hiện đại vì biến đổi khí hậu. Theo giới chuyên gia xây dựng Thụy Điển, gỗ có khả năng thu giữ carbon. Việc sử dụng phần lớn gỗ thay vì thép hoặc bê tông cho phép giảm đáng kể lượng khí thải carbon của một tòa nhà. Mặt khác, với họ, sử dụng gỗ vừa mang tính công nghệ cao, vừa có tính thủ công. Thưa quý vị, UNESCO mới đây đã bổ sung thêm 8 địa điểm mới vào danh sách công viên địa chất toàn cầu. Đây là những khu vực địa lý riêng biệt gồm các điểm địa chất và cảnh quan mang ý nghĩa quốc tế, được quản lý thông qua việc bảo vệ, giáo dục và phát triển bền vững. San Bosenka là một trong 8 công viên địa chất toàn cầu mới được UNESCO công nhận. Công viên nằm ở miền nam Phần Lan với diện tích hơn 4.500 km2 và là nơi sinh sống của khoảng 177.000 người. Lượng nước tự nhiên tại đây có chất lượng cao và chiếm khoảng 21% diện tích, trong khi những cánh rừng chiếm đến một nửa. Không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, việc công nhận này tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững, kết hợp với sự hợp tác của các cộng đồng địa phương. Một công viên địa chất khác là Kefalonia Itaka ở miền Tây Hy Lạp, một hòn đảo nổi bật với những hang động, hố sụt và suối ngầm, được cho là đã tồn tại cách đây khoảng 250 triệu năm. Những công viên địa chất toàn cầu mới tại Phần Lan, Thụy Điển, Hy Lạp, Romania, Đức, Luxembourg và Brazil gia nhập mạng lưới gồm 177 địa điểm nằm ở 46 quốc gia. Nghệ sĩ piano Trung Quốc Lan Lan đã đưa màn trình diễn của mình lên một tầm cao mới theo đúng nghĩa đen. Anh trình diễn tại trạm xe lửa cao nhất châu Âu, nằm cách mặt biển 3.454 mét. Nghệ sĩ 39 tuổi cùng với một chiếc piano đã được đưa lên ngọn núi Trenfjord George ở Thụy Sĩ. Màn trình diễn độc tấu của Lan Lan kéo dài 8 phút, gồm các giai điệu như Love Dream, Jasmine Flower và Goldberg Variations. Màn trình diễn này nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và châu Âu thông qua âm nhạc. Nhịp tim tôi đập rất nhanh, nhưng tôi rất thích cảm giác ấy. Tôi đã tận hưởng thật sâu màn trình diễn của mình. Sau khi kết thúc biểu diễn, Lan Lan tất nhiên đã không bỏ qua chuyến đi bằng xe lửa để tận hưởng khung cảnh của vùng Trenfjord. Tiếp theo trong chương trình: mâu thuẫn vì tiếng đèn pô xe, hai người bị đâm thương vong. Rủ nhau tắm sông, hai học sinh lớp 7 đuối nước tử vong.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ phát hiện thi thể dưới vuông tôm, hôm qua Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp nghi phạm để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Tròn, 67 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau. Nạn nhân là ông Phạm Văn Nhỏ, sinh năm 1977, em ruột của Phạm Văn Tròn. Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa hai anh em có xảy ra mâu thuẫn. Vào sáng ngày 11 tháng 4, Tròn dùng cây đánh vào đầu làm ông Nhỏ ngã xuống nước. Sau đó, nghi phạm tiếp tục dùng cây rựa chém vào người nạn nhân. Thực hiện hành vi xong, Tròn dùng 4 đoạn cây gỗ có nạn, 2 đoạn thanh sắt bẻ cong, cố định xác nạn nhân dưới vuông tôm. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà và xung quanh khu vực nhà, thu giữ các vật chứng có liên quan đến vụ án, đồng thời vớt được xe máy của nạn nhân trước nhà của Tròn. Liên quan đến vụ án có 3 người trong một gia đình tử vong ở Cà Mau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Lên để điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 4, đối tượng Nguyễn Hoàng Lên và vợ là chị Trần Thị Mộng Tuyền cãi nhau dẫn tới xô xát. Bà Nguyễn Ngọc Xứng, 56 tuổi, mẹ chị Tuyền ra can ngăn thì bị Lên dùng xà beng đánh tử vong. Hoảng sợ chị Tuyền bỏ chạy thì bị Lên đuổi theo dùng xà beng đánh tử vong. Lúc này con riêng của chị Tuyền, cháu Phan Mạnh Tiến, 6 tuổi, chứng kiến vụ việc nên khóc lớn. Đối tượng Lên thấy vậy tiếp tục xuống tay với cháu Tiến. Lên sau đó tự tử nhưng bất thành, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Ngay khi Nguyễn Hoàng Lên đủ điều kiện xuất viện, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng. Sáng nay, cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Hoàng, 25 tuổi, trú tại huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, sau một chầu ăn uống, Nguyễn Căng Trung, 24 tuổi, trú tại huyện Krông Bắc, điều khiển xe máy cho anh Phạm Trung Hiếu, 28 tuổi, đến nhà của Hoàng ở xã Hòa Đông, huyện Krông Bắc để đón một người bạn. Khi đến đây không gọi được bạn, Trung rồ ga và nẹt bô. Hoàng ra khỏi nhà, yêu cầu Trung ngừng hành động trên thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau đó, Trung gọi điện thoại cho Đỗ Chí Thiện Thiện, 28 tuổi, trú cùng xã đến và cùng mình đánh Hoàng. Hoàng bỏ chạy vào nhà nhưng Trung và Thiện tiếp tục đuổi theo. Vào đến sân nhà, Hoàng lấy dao đâm nhiều nhát vào người Trung và Thiện khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Đến sáng ngày 14 tháng 4, Hoàng đã cầm con dao gây án đến công an huyện Krông Bắc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sáng nay, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Nạn nhân được xác định có thể là Quốc Xuân Tùng, 19 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, công nhân một xưởng điều trên địa bàn thị xã. Trước đó, chiều tối 15 tháng 4, một ngư dân đi thả lưới tại đoạn thôn Phước Lộc, xã Phước Tính thì phát hiện sự việc. Phía trên bờ, cách hiện trường 30 mét là một đôi dép cùng một chiếc điện thoại, rất có thể là của nạn nhân. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong nhiều ngày trước. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Chiều qua, một vụ đuối nước đã xảy ra tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Cháu bé học sinh lớp 5 tử vong sau khi theo các học sinh lớn xuống ao bơi. Nạn nhân 11 tuổi, ngụ xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, học sinh trường tiểu học Tân Thành. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, cháu cùng anh trai 15 tuổi và cùng một số anh lớn khác rủ nhau đến hồ nuôi cá sâu hơn 3 mét tại ấp 3 xã Tân Thành để tắm. Tại đây, thấy ba người anh lớn nhảy xuống tắm, em cũng đòi xuống nhưng anh không cho. Nhưng lúc sau, một anh khác trong nhóm kêu em ngồi lên lưng để tập bơi. Tuy nhiên, khi đang đưa ra giữa ao thì cả hai bất ngờ bị chìm nước khiến em đuối nước tử vong. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động một xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Tân Thành trục vớt thi thể nạn nhân. Sau hơn 15 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cũng vào chiều qua, một vụ đuối thương tâm đã xảy ra tại Bình Thuận. Đến 21 giờ tối, gia đình mới tìm được thi thể các em dưới sông. Hai nạn nhân cùng 13 tuổi là bạn học cùng lớp 7 tại trường. Chiều cùng ngày, một em xin gia đình cho đi chơi với bạn, nhưng đến chiều tối không thấy về, gia đình đã đi tìm kiếm. Khi đến khúc sông cách nhà khoảng 3 km, gia đình phát hiện chiếc xe đạp điện và hai đôi dép trên bờ.
Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đã huy động người xuống sông mò tìm và sau nhiều giờ tìm kiếm đã phát hiện thi thể hai em dưới sông tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Sau đó, thi thể của hai em đã được đưa về gia đình lo hậu sự. Đầu giờ trưa qua, trên đường Rạch Gầm, đoạn thuộc địa bàn phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn chết người. Phương tiện ô tô có liên quan đã rời khỏi hiện trường sau đó. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 1 giờ 45, anh Nguyễn Anh Long, sinh năm 1996, ngụ thành phố Mỹ Tho, điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 2003, ngụ tỉnh Bến Tre, lưu thông hướng vào đường Lê Lợi. Khi xe đi đến giao lộ Rạch Gầm Lê Lợi thì bất ngờ va chạm với xe ô tô con 7 chỗ màu đen. Cú va chạm khiến cả hai người cùng phương tiện té ngã xuống. Sau tai nạn, anh Long tử vong tại chỗ, còn anh Huy bị thương nặng. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của hai phương tiện văng tứ tung, trong đó có miếng kính của chiếc xe ô tô có dán chữ Thanh Phát. Nhận được tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời truy tìm phương tiện liên quan. Xe container đang lưu thông thì mất lái, hút văng giải phân cách trên quốc lộ 51. Vụ việc xảy ra sáng nay khiến giao thông qua khu vực huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai kẹt cứng. Thời điểm trên, xe container lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai đi Vũng Tàu. Khi đến gần dốc Nghĩa Trang, huyện Long Thành, thì xe mất lái xoay ngang rồi hút văng giải phân cách. Lúc này, ô tô 7 chỗ đi chiều ngược lại bị vỏ xe container văng trúng, khiến xe cũ mất lái và tông vào giải phân cách. Vụ tai nạn khiến vỏ đầu xe container rơi ra khỏi xe, thân xe chắn ngang đường, giao thông qua đây rất khó khăn. Thời điểm này, trên địa bàn còn có mưa, cảnh sát giao thông huyện Long Thành đã có mặt để điều tiết. Một xe cẩu cũng được điều tới để di dời phương tiện. Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, giao thông qua khu vực dần ổn định lại. Thể thao cùng thông tin cập nhật là nội dung chính trong phần tiếp theo. Man City và Liverpool quyết đấu trong cuộc chạm trán tại bán kết FA Cup. Mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ làm hàng loạt tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng. Thông tin cập nhật, cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ chiều nay đã làm hàng loạt tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, giao thông gặp nhiều khó khăn. Một số tuyến đường như Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, quận 12, ngã ba Bùi Môn đến trường tiểu học Tân Xuân, huyện Hóc Môn ngập nặng. Các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dẫn bộ. Ngoài ra, mỗi khi xe hơi chạy qua tạo thành sóng tạt vào nhà dân khiến sinh hoạt buôn bán bị ảnh hưởng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay tại khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cùng với dự báo triều cường, các khu vực trũng thấp cần lưu ý các biện pháp chống ngập. Tới 17 giờ chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa một đoạn đường Lạc Long Quân, quận 8, quận Tân Bình, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để khắc phục sự cố cột điện bật gốc đổ chắn ngang đường. Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút, cột điện cao thế tại số 914 đường Lạc Long Quân bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi bật gốc đổ xuống đường Lạc Long Quân chắn ngang đường. Nhiều người dân đang lưu thông đã kịp thời né tránh. Tại hiện trường, cột điện cao gần 10 mét cùng nhiều bình điện nằm chắn ngang, phần gốc tạo hố sâu hơn 0,5 mét. Nhận thông tin, nhân viên công ty điện lực có mặt xử lý hiện trường. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.